Đây, mình có làm mấy loại băng keo luôn. Một cái băng keo Việt Nam để bên cái ống này, còn cái này là băng keo ống nhỏ, là băng keo Nhật nha. Rồi nha, giờ mình test nha các bạn. Này là mấy anh mà đi công trình làm nhà rất là ok nha. Mấy loại băng keo luôn, một cái băng keo Việt Nam để bên cái ống này, còn cái này là băng keo ống nhỏ, là băng keo Nhật nha. Chứ Việt Nam gắn về lỏng lẻ, còn Nhật mới gắn qua đây thì nó không vừa. Vậy là mình làm
hai bên để mình làm hai loại băng keo khác nhau ha. Rồi bây giờ mình sẽ quấn thử cho các bạn xem. Mọi khoan ngậm lại nha các bạn. Rồi, mình xiết lại. Tại mình lười hàng cái bát đâu á, thì mình lấy cái này mình dư gút một chút vào đây. Gút những lười nha các bạn. Lắp băng keo đen vô nha. Này là băng keo Nhật nha, mình sẽ lắp bên đây. Đó. Lắp đúng chiều cho bạn, đúng chiều để cho nó quấn rồi nha. Rồi nha, giờ mình test nha các bạn. Này là mấy anh mà đi công trình làm nhà rất là ok nha. Mình quấn được mấy sợi bự lắm nha các bạn, tại cái lỗ đồng nó mình làm rất là to. Bây giờ mình sẽ quấn băng keo của Việt Nam nha các bạn. Bây giờ là mình làm hai loại băng keo nha các bạn, vừa của Việt Nam mà vừa của băng keo Nhật luôn nha. Thấy là cái này nó rất là đơn giản mà nó có thể giúp mình quấn được rất là nhiều dây điện đỡ mệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì like và đăng ký kênh nha các bạn.